Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận cái token Oasis DAO Genesis NFT. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu GitLab. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ follow Twitter này. Chọn follow. Bấm chọn theo dõi cho mình. Sau đó quay trở lại, chọn verify. Rồi tiếp tục là follow NFT Mon này. Rồi ở đây cái đường link hơi lỗi nhé, thì mọi người có thể tìm cái NFT Mon ở trên đây. Đâu rồi? Là người mọi người bấm bấm vào kính kính lúp này để tìm này. NFT. Rồi mọi người bấm vào cái chữ NFT một này. Đây nhá. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? NFT một này, mọi người bấm vào đây này. Và kích chọn follow cho mình. Sau đó quay trở lại. Chọn verify. Rồi tiếp tục join vào Telegram. Rồi bấm chọn join này, sau đó quay trở lại này, tiếp theo join tiếp vào kênh NFT Moon. Rồi kích chọn join này và quay trở lại. Sau đó thì sẽ join vào Discord. Ok, quay trở lại. Chọn verify. Mọi người cần phải quay trở lại Discord nhé, sau đó kéo màn hình sang phải, mọi người cần phải xác minh nhé, mọi người bấm vào verification này cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ đánh vào hình cây cọ và cái dấu tích này. Rồi đánh vào tên lửa này, Việt Nam này. Rồi ok, quay trở về này, chọn verify này. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC nhé. Trước mình này. Rồi sao chép địa chỉ ví, nhập vào và dán. Ok, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào đây để lấy cái đường link chia sẻ này. Rồi thì đây chính là cái đường link để mọi người đi chia sẻ nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.